Xin chào các bạn, trở lại với kênh xe của mình. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái dòng sản phẩm trong phân khúc xe cũ của bên mình, với cái chiếc xe đến từ thương hiệu Kia Hàn Quốc do nhà máy Thaco lắp ráp và sản xuất. Thì xe này được sản xuất 2008, với tải trọng của nó cho phép là 1,1 tấn phiên bản thùng kính, siêu dài 3,4 m, và chiều ngang của cái thùng là 1,650 m và chiều cao là 1,7 m. Đó, thùng lớp ngoài của nó là inox phẳng, có những đường nhập sóng nhỏ. Hai cửa phía sau cũng inox dạng container và một cái cửa bên hông. Đấy, thùng thì vẫn còn rất là ok nha các bạn. Đấy, nhìn xe vẫn còn cứng cáp. Thì như các bạn rất là quen thuộc với cái dòng Kia, đây là thương hiệu Kia với số loại của nó là K3000S. Đấy, một chiếc xe cũng đến từ xứ sở Hàn Quốc. Đó, thì nó giống như thằng bột tơ H100 hồi xưa nha các bạn. Thì cái bánh sau của nó thì cũng nhỏ hơn cái bánh phía trước. Đây, tải trọng của nó là các bạn cho phép 1,1 tấn nè. Trọng lượng toàn bộ của nó là 3,6 tấn và trọng lượng máy phanh nó là 2,3 tấn. Nội thất thì cũng vẫn rất là ok, kính chính điện, khóa cửa trung tâm, vô lăng có trợ lực cũng rất là nhẹ nhàng, ba chỗ ngồi ghế một da cũng rất là sang trọng, máy lạnh, radio, mọi thuốc lá rất là đầy đủ. Xe đi được 174.000. thì xe này cũng rất là lâu rồi, thì xe này có niên hạn sử dụng đến 2033 nha. Một chiếc xe 5 số tiến và một số đùi. Đấy, đến với thương hiệu Kia Hàn Quốc. Thì toàn nội thất tắp bi, tắp lô, cửa thì rất là ok. Đó, nhìn rất là liền lạc, không có bị chày hay là mẻ sức gì. Ghế cũng vậy, bọc da cũng rất là ok. Đó, thì lớp sơn phía ngoài thì nó chày xước bong chóc thôi, xe cũng cũ rồi, các bạn có thể mua về sơn lại cũng được, không để đi cũng được. Xe còn đăng kiểm đến tháng 5 2020 nha. Thì cái xe bánh trước của nó được cái mâm á, là 16 inch, vỏ là 6.5, phía sau của nó là bánh á, là vỏ 5.5, là đường kính là 13 inch, bánh đôi. Thì bánh phía sau nhỏ bánh trước thì nó có hai lớp dự phòng. Mấy cái dòng xe Hàn Quốc cũng đặc điểm chung là mấy cái dòng xe tải nhẹ, mình thấy là bánh sau lúc nào cũng nhỏ hơn bánh trước, giúp cho cái xe nó được hạ thấp cái thùng hàng, dễ chất dở hàng hóa hơn, với lại nhìn nó có vẻ căng bằng và đầm cái xe hơn. Đấy, thì cái thùng lớp sàn nó là sàn nhập sóng nha. Đấy, một chiếc xe mang biển số tại Bình Dương. Nếu các bạn muốn xem xe có thể liên hệ ngay với mình ở số điện thoại 0984 699 135 và xem xe tại Bình Dương nha. Đó, sàn sắt, sàn dập sóng nè, rất trong và rất là len trẻ mà giữ có gung xương, có lớp mất xốp giống như một cái thùng bình thường thôi. Thì xe này điều đặc biệt của nó là thùng nó rất là dài, 3,4 m, so với những dòng xe 1,1 tấn thùng 3,4 m là khá là dài, khá là rộng rãi, các bạn có thể chở được rất là nhiều hàng hóa. Xe này chuyên chở mấy cái hàng nhẹ thì cũng rất là ok, khung gầm nó thì cũng rất là ổn về cái độ cao của nó, và khả năng cổng tải thì cũng rất là ok, máy móc cũng rất là bền, nhíp này cũng rất là dày, cũng cáp cầu cũng rất là to, chịu tải cũng rất là tốt nha, khung sexy vẫn còn rất là cứng cáp. Xe khung sexy vẫn chưa mục một gì nha, chỉ nó có mục hai cái bên dè thôi, thì các bạn có thể thay hoặc là sửa lại. Và đây là cái khối động cơ của cái xe K3000S này, Kia, nó logo Kia đóng trên máy luôn. Thì động cơ của nó mang dung tích là 2,9 lít và công suất của nó có thể gần đến 100 mã lực tại vòng tua là 4.000. Đấy, một chiếc xe cái động cơ của nó còn rất là ok, nguyên zin, rất là đẹp. Đấy, một cái chiếc xe Hàn Quốc rất là bền bỉ, phía trước dùng khuộc nhà nhiếp rất là cứng cáp và rất là bền. Cái dòng xe trải nhẹ mà dùng khuộc và nhíp như này rất là ok.
chỉ tải và cái độ bền của cái cabin cũng khá là ok nha các bạn. Nói chung một cái xe mình cảm thấy cũng khá là tuyệt vời, khá là ổn về tất cả các vẻ bề ngoài cũng như là động cơ và nội thất. Với mức giá mình đang rao bán và thanh lý là 160 triệu có thương lượng cho những anh em thiện chí đến xem xe và lái thử nha, bớt tí lập cho anh em. Thùng nhìn rất là đẹp và liền lạc, K3000 đời 2008, rất là đẹp. Đây, từng chi tiết mình cảm thấy rất là ok. Chỉ có cái vẻ ngoài nhìn nó hơi cũ cũ, nhưng mà chất lượng thì vẫn rất là ok, máy cũng rất là ổn. Đấy, nếu các bạn thích thì có thể liên hệ ngay với mình để sở hữu em nó. Hoặc có thể đến đây để lựa chọn, bên mình cũng còn rất nhiều cái dòng xe tải nhẹ khác nha các bạn, khoảng 1 tấn đổ lại. Hyundai, Suzuki, bên mình cũng còn có rất nhiều cái hãng xe cũ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video giới thiệu về xe tiếp theo của bên mình.